Sáng nay ngày 18 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra sự kiện Toàn cảnh thị trường bất động sản Việt Nam 2024 và Tiêu điểm Bình Dương. Các chuyên gia trong hội thảo đều chung nhận định thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi, trong đó bất động sản công nghiệp tại Bình Dương đang đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Về phát triển bất động sản công nghiệp, theo thống kê năm 2023, giá cho thuê bất động sản công nghiệp tại Việt Nam có tính cạnh tranh so với khu vực khoảng 150 đô la Mỹ một mét vuông. Ngoài ra, 20 doanh nghiệp khu công nghiệp ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng ít nhất 15% trong năm 2023. Đây là những yếu tố khiến thị trường bất động sản công nghiệp trở thành điểm sáng. Một trong những địa phương đang phát triển tốt thị trường bất động sản công nghiệp là Bình Dương. Trước năm 2016, tỉnh chỉ có 92 dự án bất động sản dân dụng. Đến thời điểm hiện tại, con số đó đã tăng lên gần 350 dự án. Thời điểm này, Bình Dương đang tập trung phát triển xanh hóa nền kinh tế, định hướng chuyển các khu công nghiệp sang mô hình thông minh, sinh thái. Với ưu thế đặc thù, thị trường bất động sản nhà ở Bình Dương cũng dần phát triển liền theo các khu công nghiệp.